xin kính chào quý khán thính giả ngày hôm nay một lần nữa một lan vinh dự giới thiệu đến quý khán thính giả vườn cây mimosa l và rose smith thưa với quý khán giả trong cái show kỳ trước thì một lan có hân hạnh giới thiệu đến quý vị một khuôn mặt rất là nổi tiếng về mai vàng việt nam nhưng mà anh này thì ở florida anh có một cái vườn cây gọi là mai vàng florida đó quý vị đó là anh sang bùi một lan xin thân mến chào sang dạ em xin kính chào chị và dạ, chào quý khán thính giả của cali dạ ngày lần trước thì mình có nói về hai cái cây bonsai mộng lan mê cho đến ngày hôm nay đó là cây linh sam và cây Lộc vừng thì anh sang có nói rằng đó là những cái cây mà bonsai Việt Nam thứ thiệt này đó nó ở trong cái bộ tứ quý phải không sang? Dạ mấy cái bonsai này nằm trong bộ tứ quý thưa chị mộng lan giống như tùng trúc cúc mai hay là xanh sung đa lộc đó, là mình có sung là mình có lọc vừng đó là những cái cây mà tứ quý đó thưa chị mông lan mà tới ngày tết là mình phải có những cây sung nè những cây lọc vừng nè đó là những cái những cái business hay là những cái nhà mà làm ăn thì họ cần có những cái cây này mà đặc biệt những cái cây này nó rất là khỏe đó, thưa chị mông lan Dạ, dạ. Và rất là hiếm thấy dạ. Mộng Lan chưa bao giờ thấy ở tại Hoa Kỳ này Có những cái cây bonsai đẹp như vậy Mà của Việt Nam nha quý vị Ngoài bonsai thì là uh, anh Sang Bùi uh, từ Florida Cũng trở về cho vườn cây Mimosa Ele Cũng như là Smith Rất là nhiều những cái cây um, uh, bonsai này Và trong uh, những cái gần ngày Tết Thì quý vị sẽ thấy được mai vàng Việt Nam Bây giờ chúng ta sẽ nói một cây rất đẹp Ngay đằng trước mặt Mộng Lan Cái cây này nó giống như cây me hay là cây điệp vậy đó Sang hả Dạ thưa chị Mộng Lan Cây này là một cây me mà trong cái giới nghệ thuật người ta gọi là cái dáng mà là cái dáng quái là có nghĩa là làm tụi em làm từ cái gốc từ hồi mà uống từ hồi khi mà còn rất là bé bằng cái cái nhang thôi mình uống cái bộ rễ cho nên nó trải qua một cái quá trình trên 10 năm rồi thưa chị Dạ. bây giờ sang có thể quay một vòng để cho đủ minh dũng có thể uh, lấy được những cái hình ảnh của cái rễ rất là đẹp này hay không và cái cách mà chăm sóc thì nó cũng giống như là cây linh sam và cây lục vừng phải không ạ dạ thưa phải chị mộng lan người ta nói là một cái cây mà dẻo dẻo như me đó da như me đó là nó cái sức sống nó rất là mãnh liệt thưa chị dạ. và mộng lan có thấy là ở đây có những cái hạt phân bón phải không màu trắng trắng trên những cái cây kia có không Dạ cái này là không phải là phân bón thưa chị Mộng Lan Cái này là cái cái perlite để cho nó thoát nước cho nó lẹ đó thưa chị Mộng Lan Có đôi khi cái này á, là bán ở trong Home Depot rất là nhiều Để mà mix mình mix dưới cái à để cho nó thoát nước cho nó lẹ thôi Nó cây nó không có bị úng thủy, nó không có bị cầm nước Dạ và chị... như là là anh Sang Bùi có nói đó quý vị quý vị nào mà có những cơ sở thương mại quý vị phải có những cái cây linh sam à, lọc vừng và ngoài ra trong ngày Tết quý vị không thể thiếu ra vì sao? Sung về về và lọc phải không? Ai cũng dạ. thích cái hai chữ đó. Sung, lọc và cây mai vàng là dạ. cái cái mà mà bà con rất là, là 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 muốn có hoa cho ngày Tết. Đặc biệt nhất là cái mùa Covid này, muốn cho một sự may mắn cho gia đình mình phải có một cái cây mai. Dạ. đúng như vậy thưa quý khán giả quý vị vẫn thường trong ngày tết quý vị hay cúng cái loại mà à, cầu dừa đủ xài bởi vậy cho nên nó là không bao giờ dư quý vị hãy mua sung và lọc vừng nha quý vị thì là nó có sẽ có nhiều tiền tài vô hơn cây me có ra dạ, trái không dạ cây me này đã có trái lâu rồi chị mộng lan cái này là khi mà chị mộng lan thấy cái me mà nó lên sớ như vậy nè chứng tỏ là cây me nó rất là già rồi nó có sớ sớ sớ, sớ. là cây me nó già lắm rồi có nghĩa là khi mà cây me có sớ vậy là đều có trái hết thưa chị mộng lan cái này là cũng trên 10 năm rồi thưa chị wow từ đây á, quý vị biết là những cái cây bonsai Việt Nam mà anh uh, Sang Bùi đem từ Florida về đó là từ 10 cho đến 20 năm cái cây này rất là đẹp và một chút nữa đó thì là Mộng Lan sẽ giới thiệu tiếp đến một cái cây mà nó nó cũng giống một cái cây me mà nhỏ hơn đằng trước này đó là cái cây này là cây me luôn phải không anh? Dạ. Yeah. Thưa thưa chị Mộng Lan cũng uh, giống như cái um, cái video trước là vườn cây mimosa nó có hai hai loại một cái loại là làm một cái hoàn chỉnh bỏ vô chậu bonsai cho bà con về chân liền còn một cái loại nữa là bán cho wholesale hay là bán cho những cái người nghệ nhân là nằm ở trong cây pre bonsai như thế này để mà bà con về bỏ vô trong một cái chậu nó đã thành phẩm hết rồi chị Mộng Lan về uống mấy cái xếp rồi nhưng mà cái quan trọng nhất là cái đế cái đế này nó, nó kéo dài cũng khoảng trên 15 năm rồi thưa chị Mộng Lan thì bỏ vô chậu bonsai bà con tự bỏ vô chậu bonsai làm ra một cái tác phẩm cho riêng mình thì bà con happy bi hơn mà giá thành nó cũng rẻ hơn là so với một cái cây hoàn chỉnh anh kim anh bỏ vô Yeah. Yeah, yeah. Yeah, mộng lan xin thưa với quý khán giả khi mà nói về chậu đó quý vị ở vườn cây mimosa ở thành phố Smith có rất là nhiều những cái chậu đẹp quý vị có thể đến đó để chọn những cái chậu mà quý vị thích nha quý vị và cái cây bonsai này đó quý vị biết không cái bonsai đó mộng lan thưa với quý khán giả cái rễ nó lạ lắm nó rất là đẹp và đây là những cái cây bonsai việt nam nó khác với là những cái cây bonsai nhật bản mà kỳ rồi đó thì anh à, sang bùi có giới thiệu đến với quý khán giả rồi bây giờ mình qua tới một cái cây này cây này cũng rất đẹp thưa với quý khán giả cũng là loại bonsai việt nam phải không ạ à? Dạ. đây mình để một lan đẩy qua. Rồi. Dạ, cây này là cây rất là cũng là đặc biệt cho mà ngày Tết hay là bà con có trong gia đình một cái cây như thế này là cây này là cây sung. Cây sung Việt Nam của mình. Dạ, mà cái loại sung này đó là sung nếp. Sung nếp là sao? Là sung nếp là cái trái nó nhiều hơn so với cái cái sung mà sung ta mà cái chơi bonsai thì sung nếp lá nó nhỏ hơn so với cái sung uh, miền nam mà mình sung ta của mình là cái lá nó lớn hơn ừ. mà nó ít có trái ừ. còn cái sung này á, là lá nhỏ chơi bonsai rất là đẹp mà trái rất là nhiều mấy cây này là đều có trái hết chứ thưa chị mộng lan mà cái hay đó là cái cây sung này khi mà lớn nó có trái sung nếp nhưng chắc là ăn là béo lắm còn cái cây này bây giờ nó nhỏ anh sang bùi làm thành nhỏ như vậy cái cây bonsai thì nó sẽ không có trái phải không anh sang? Dạ có trái luôn chị mộng lan có trái Đã... luôn rồi mình ăn được không? Dạ ăn trái sung ăn rất là ngon chị wow. cái nếu mà cái trái sung mà mình sắc ra mỏng mỏng rồi đó, mình ngâm dưới nước muối đó, à. cho nó xả cái, cái 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 mũ nó ra đi rồi mình làm ăn ngon lắm, ăn ngon lắm, wow. ăn ngon lắm. Quý vị vừa theo dõi một lớp da chánh với lại sang bùi, cũng là chủ của vườn cây mai vàng ở bên Florida và hiện nay anh đang có rất là nhiều anh đem về cho anh Kim của vườn cây mimosa ở và và Smith một số những cây bonsai rất là quý hiếm quý vị quý vị phải đến với vườn cây mimosa ở Elly cũng như là ở Smith để mà mua cho bằng được những cái cây này nha quý vị thì cái cách chăm sóc của cây này cũng giống như là những cái cách chăm sóc của những cái cây bonsai khác phải không ạ? Rất là dễ, dễ hơn nữa chị, dễ hơn cây me nữa. Dạ, yeah, cây me nó nó dẻo dai thì nó không thể nào mà nó 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 nó, nó, nó cái sức sống nó mạnh liệt còn cây sung này bà con có thể chiết nhánh được hay là có thể chặt nhánh cặm nó cũng vẫn ra rễ cho nên cái sức sống nó rất là khỏe bà dây bà ông bà xưa đặt cây sung là là đúng rồi cái chữ sung dạ yeah. <laughs> mà sung là sung túc nữa quý vị nhớ nha tôi một lá không hiểu tại sao mà ở trong văn phòng quý vị quý vị hay chưng những cái cây mà cái lá bự đó những cái cây mà 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 không có không có đẹp trong khi những cái cây bonsai nhỏ này quý vị có một cái tiền sảnh quý vị có một cái bàn đẹp quý vị trưng nó ra hoa rất là đẹp như những cái cây linh sam à, đặc biệt là cái cây linh sam mà anh giới thiệu trong cái chương trình đầu là cái hoa màu tím dạ, phải không hoa màu tím thôi chị dạ, dạ. linh sam là hoa màu tím dạ. nhưng mà sắp tới qua tết là anh vườn cây mimosa sẽ có linh sam màu trắng nữa à, dạ dạ đúng rồi dạ bụng lan biết cái cây đó rất là đẹp nhưng mà tại vì chưa đủ hàng cho nên giờ này chưa có bán nha quý vị đến gần tết mới bán và bây giờ bên bên tay trái của anh có một cái cây hoa màu tím rất là dễ thương rất là dễ thương dạ để bụng lan mua cái này ra sang bùi trong gầy gò vậy mà chứ khỏe lắm quý vị lái xe về đây làm show xong là nghĩa là đưa đi đi về lại ở Florida đây là một cái cây mộng lan từ nãy giờ mộng lan rất là mê những cái hoa màu tím nhỏ xíu nó là cây loại gì vậy hả anh sang dạ nó là thưa chị nó là cái linh sam luôn nhưng mà cây này nó có có hoa để cho show cho bà con xem đó là cây hoa màu tím nó thơm như vậy đó chị mộng lan nó rất là thơm khi mà nó nó nở hoa rồi là nó kín cây luôn Vậy này là mới có nó mới có nở một ít thôi chị mai mốt là nó nở nguyên một cái cây màu tím bà con sẽ thấy hoa thơm lắm mà cái mùi thơm nó không có không có gắt sức sống rất là mãnh liệt mà mỗi lần nó, nó ra hoa như vậy đó thì bao lâu nó mới tàn ừ kéo dài cũng cả cả tháng nha thưa chị. Dạ, lâu lắm. Dạ, dạ. lâu Cái lâu. tưởng tượng là cái hoa tím màu hoa cà đó quý vị. Dạ. Trời ơi nó tím hết cả một trời luôn, sẽ rất là đẹp thưa quý vị. Dạ. Cái cây này gọi là cây gì? Dạ, thưa cây linh sam chị. Cũng là linh sam luôn mà hoa màu tím. Dạ. Cái loại linh sam này là linh sam siêu bông. À. Có nghĩa là bông hoa nó rất là nhiều mà lá là lá nhỏ chị. Dạ. À. dạ. Và đặc biệt là cái cây này màu lan thấy cái rễ nổi. Dạ, cái cái rễ rồi. nổi phải không? Dạ. Cái rễ nổi giống như hình con thú vậy đó thưa dạ, đúng chị mong lan. Đúng nó rất là đẹp. Dạ, đây là hoàn chỉnh một cái tác phẩm, ừ. dạ, hoàn chỉnh một cái tác phẩm thôi. đẹp quá, đây là những cái món quà mà khai trương những cái tiệm hay là những cái hàng quán đó, quý vị, quý vị mà đi khai trương những cái cơ sở đó, quý vị nên mua những cái cây bonsai này tặng thay vì mua những cái cây kia, rồi nó mau tàn rồi, quý vị cũng cũng vứt thùng rác thôi. đây là bonsai Việt Nam thứ thiệt và uh, trong cái mùa gần Tết thì Mimosa, uh, Lê cũng như là Ruth Smith sẽ có những cây mai vàng. rồi bây giờ mình sẽ nói đến một cái cây bưng cái cây me chiếu thủy em. rồi ôi, ôi cái cây me chiếu thủy này đẹp quá chừng luôn trời ơi. Cảm ơn anh Minh nhiều lắm. Cảm ơn anh Minh nha. Mộng lan cuốn lùng lan không biết là cây nào với cây nào luôn á. Uh, thưa chị mộng lan, thưa quý khán thính giả, đây là một cây mai chiếu thủy là nó trên khoảng 15 20 năm rồi mà làm rất là ngắn. Đây là bonsai. Cái gốc rất là to. Yeah, to lắm, bự lắm. Đó. Cây mai chiếu thủy thì bà con chồng ở chỗ nào cũng sống được hết trơn nhưng mà mình chỉ um, khắc phục một cái là khi mà mình bà con có có một số mà không biết là khi mà thai chậu cắt rễ thì nó hay có bị bỏ cành nhớ là lúc đó là gọi điện thoại cho vườn cây mimosa sẽ tư vấn hay là đến với Mai vàng florida sẽ tư vấn về cái vấn đề đó nhiều hơn. Dạ. Mai chiếu thủy cái bông màu trắng rất là đẹp thưa quý khán giả và cái cây này rất là nhanh màu lan muốn hỏi là cái rễ nó nó chỉ như vậy thôi chứ nó không có cần cái chậu lớn hơn phải không anh sang Dạ thưa chị nó cũng có chậu lớn hơn thì nó cây nó sẽ lớn hơn nhưng mà à. này là mình làm bonsai nó à. nó nó, giữ nó, nó nó giữ nó nhỏ vậy nó mới đẹp hơn thưa dạ, chị dạ dạ. Dạ. Thời dạ dạ giờ qua rất là nhanh màu lan xin thưa với quý khán giả một lần nữa thì màu lan hơn ảnh giới thiệu đến quý khán giả những cây bonsai Việt Nam rất đẹp đang có và chỉ duy nhất ở tại vườn cây Mimosa LA cũng như là Rue Smith nha quý vị. Quý vị đến với vườn cây Mimosa LA cũng như Rose cho nhanh là tại vì anh sang bùi trở về một số những cái cây đẹp nhưng mà mặt hàng có giới hạn và quý khách thích những cái loại cây này rất đông trong những ngày qua đến rất là đông thành ra một lan mong là quý khán giả hãy uh, có cái thời gian để mà đến với vườn cây mimosa ở Elle nằm ở trên đường Austin Street và ở thành phố Rose Smith nằm ở trên đường Valley uh, góc với lại đường Walnut Grove một lần nữa thì sang bùi và Mụn lan sẽ trở lại trong chương trình kỳ sau với vườn cây mimosa Elle.